Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tình cảm của cán bộ đảng viên huyện Bắc Ái đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ninh Thuận làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai lần về thăm làm việc tại Ninh Thuận vào năm 2007 và năm 2014. Và cả hai chuyến công tác đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều dành thời gian về thăm huyện Bác Ái anh hùng, căn cứ địa kiên trung của cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm căn dặn đối với cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc huyện miền núi Bác Ái, với mong muốn địa phương sẽ sớm thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Với những cán bộ đảng viên vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại những thời điểm đó, những điều căn dặn của Tổng Bí thư thật sự là kim chỉ nam, là động lực để họ nỗ lực, cố gắng từng bước đưa Bác Ái vươn lên trên con đường phát triển. Cách đây 17 năm, ngày 4 tháng 12 năm 2007, đồng chí Hồ Văn Hùng, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái, vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lúc ấy là Chủ tịch Quốc hội, về thăm và làm việc tại Bác Ái. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vẫn đi thăm hỏi các gia đình chính sách, thị sát thực tế tại hồ song sắt, tìm hiểu về tình hình sản xuất, đời sống của người dân. Phong cách giản dị, gần gũi và sâu sát của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng giúp các cán bộ địa phương chia sẻ cởi mở nhiều vấn đề mà Bác Ái đang khó. Bác nói thì rất nhiều, nhưng mà tựu chung vào có mấy cái vấn đề lớn. Cái thứ nhất là cái công trách nhiệm của cán bộ, công chức đã đang làm ở huyện đối với đồng bào. Cái thứ hai là cái công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cái đội ngũ cán bộ của người tại chỗ, của đồng bào dân tộc ở đây. Cái thứ ba là cái giáo dục đối với con em của đồng bào. Cái vấn đề thứ tư thì bác rất là quan tâm đến cái vấn đề phát triển kinh tế, làm sao cho đồng bào sớm thoát khỏi cái nghèo đói. Và cái thứ tư, một cái vấn đề nữa bác quan tâm đó là cái bảo tồn cái văn hóa của đồng bào Rắc Lây ở đây. Lần thứ hai trở lại Bác Ái, tháng 7 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, phát triển đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên vùng quê cách mạng anh hùng. Tham dự buổi làm việc hôm ấy, đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư huyện ủy Bác Ái, ghi nhớ mãi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ khi trao tặng huyện Bác Ái bức tranh Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Bác quan tâm rất nhiều nội dung, mà quan trọng nhất là cái nội dung về công tác cán bộ. Đặc biệt là bác cũng mong muốn đội ngũ cán bộ của địa phương, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì làm sao phải nghiên cứu, rèn luyện và tự tu dưỡng và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho đảng, cho nhà nước và phục vụ cho nhân dân. 10 năm vừa qua thì phải nói rằng đội ngũ cán bộ của Bác Ái cũng đã được tăng cường đẩy mạnh và cũng đã có những cái công tác bước tiến đột phá. Đặc biệt là huyện cũng đã tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở và là tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ trẻ tiếp tục là thực hiện tốt các chính sách, các nghị quyết của đảng, các triển khai các cái nhiệm vụ trên địa bàn của huyện. Bên cạnh công tác cán bộ, điều Tổng Bí thư băn khoăn, trăn trở nhất là Phước Đại, Bác Ái, mặc dù đã có nhiều điều kiện thuận lợi, được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản, lại được tỉnh, trung ương quan tâm, hỗ trợ, nhưng Phước Đại, Bác Ái vẫn là xã nghèo, huyện nghèo, còn tìm hướng phát triển, đi lên. Lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như mệnh lệnh từ trái tim, thúc giục đội ngũ cán bộ địa phương không ngừng học hỏi, nỗ lực thi đua, tiếp cận những mô hình mới, những cách làm hay để phục vụ cho quê hương mình, cho đồng bào mình. Tôi nhớ nhất là cái câu đó là bác căn dặn huyện Bác Ái cũng như là nhân dân của xã Phước Đại là tiếp tục
là phát huy truyền thống anh hùng là cái nhất. Cái thứ hai nữa là đoàn kết phát triển và giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Cái thứ ba nữa là tiếp tục thực hiện và chăm lo đến đời sống của nhân dân. Trong cái nhiệm vụ được phân công, được đảng và nhà nước nhân dân phân công thì bản thân cũng đã có cái sự cố gắng trau dồi, học tập và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và học cái tinh thần cách mạng và lối sống giản dị và tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân của Bác Trọng. Tôi gặp Bác Trọng, Bác Phục Trọng qua làm việc với xã, các giảng một số vấn đề thứ nhất là cái việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Vấn đề thứ hai nữa về lo cho chính sách xã hội cho bà con được hưởng cái chính sách, làm sao làm phát triển kinh tế xóa đói được, giảm nghèo được. Bản thân tôi phải tuyên truyền lại với bà con nhân dân và thực hiện đúng theo cái lời căn dặn của Bác và chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước như thế. Em nhớ nhất là Bác căn dặn chúng em là hãy cố gắng học tập, vươn lên, vượt khó để sau này về xây dựng quê hương Bác Ái ngày càng giàu mạnh. Sau đó thì em cũng đã cố gắng học tập, vươn lên, đi học đại học và hiện nay em đang công tác tại xã Phước Đại và em luôn tâm niệm là em sẽ cố gắng để giúp quê hương mình ngày càng phát triển hơn. 10 năm sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xã Phước Đại và huyện Bác Ái đã có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư toàn diện, nhiều mô hình sinh kế được triển khai có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện hàng năm giảm từ 5 đến 6%, đời sống người dân ngày một nâng lên. Chứng kiến sự thay da đổi thịt nhanh chóng của quê hương, người dân Bác Ái vẫn luôn biết ơn sự quan tâm chăm lo của đảng, nhà nước. Trong đó có vai trò to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiệt xuất, trí tuệ, nghĩa tình của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư là một nhà văn hóa lớn, một nhà lãnh đạo hết lòng vì sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư luôn dành những tình cảm trân trọng và văn nghệ sĩ cũng vô cùng yêu quý Tổng Bí thư với những tình cảm sâu lắng. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn nghệ sĩ tại Ninh Thuận đã bày tỏ lòng kính trọng, niềm tiếc thương khi tiễn biệt một nhà văn hóa lớn, một nhân cách lớn của dân tộc. Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần sau thời gian lâm bệnh nặng, tác giả Hữu Lợi đã vô cùng xúc động. Với tất cả lòng thành kính, biết ơn nhà lãnh đạo kiên trung mẫu mực của đất nước, của dân tộc, chỉ trong một giờ đồng hồ, ông đã viết bài thơ tiễn biệt người thương dân được nhân dân yêu quý. Cảm xúc để cho tôi viết cái bài thơ viết về Bác. Và cái bài thơ đó là chính là cái tình cảm của một người dân Việt Nam khi mà nghe một tin một cái vị lãnh tụ rất là được quý mến, được nhân dân quý mến ra đi. Đó là cái cảm như là lòng mình có một cái sự hụt hẫng, thương tiếc vô cùng. Bài thơ Niềm đau đất Việt với những câu thơ chất chứa nỗi niềm được tác giả Ngô Minh Sơn viết ngay sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Những câu thơ đầy cảm xúc nhưng nói lên nỗi lòng, sự tiếc thương kính trọng của ông đối với một nhà văn hóa lớn, một nhà lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước. Sau khi mà nghe tin Bác Nguyễn Phú Trọng mất thì tôi rất đau buồn và tôi đã làm bài thơ về niềm đau đất Việt. Nó thể hiện là cái tình cảm của bản thân tôi và của mọi người dân Việt Nam rất là buồn đau vì Bác đã qua đời và tiếc thương niềm kính yêu một vị Tổng Bí thư đã dành suốt cả cuộc đời vì dân, vì nước, là nhất là dành cái tình cảm rất sâu sắc đối với văn nghệ sĩ. Trong suốt sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Đồng chí nhiều lần khẳng định vai trò của văn hóa còn là dân tộc còn. Đồng thời,
có những chỉ đạo tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Dù chưa có dịp gặp Tổng Bí thư, nhưng lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Thuận vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc, luôn ghi nhớ những lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với đội ngũ văn nghệ sĩ. Bác đi là một sự mất mát quá lớn đối với cái đời sống tinh thần của cả dân tộc. Sinh thời, bác Trọng đã dành rất là nhiều tình cảm và cũng như là những lời căn dặn vô cùng quý báu đối với giới văn nghệ sĩ chúng tôi. Nghe tin bác mất đối với giới văn nghệ sĩ chúng tôi thì đó cũng là một cái mất mát rất lớn. Thì bác Trọng như là người rất là tâm huyết với văn nghệ sĩ và văn học, văn hóa dân tộc và dân gian. Đối với giới văn nghệ sĩ chúng tôi luôn luôn nhớ bác và nhớ mãi cái lời căn dặn của bác sẽ làm sao để đưa cái văn hóa dân tộc càng ngày nữa là càng được ghi nhận và ăn sâu vào, truyền bá đến cho cái thế hệ trẻ, giữ gìn cái truyền thống của dân tộc. Kính trọng, tiếc thương, quý mến là những tình cảm chân thành sâu sắc mà mỗi văn nghệ sĩ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù Tổng Bí thư đã về cõi vĩnh hằng, nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục là niềm tin, là động lực để mỗi văn nghệ sĩ nỗ lực đóng góp sức mình xây dựng, vun bồi để văn hóa trở thành mạch nguồn, là nguồn lực nội sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển sang những tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về công tác tham mưu xây dựng văn bản, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đạt kết quả, trước hết người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần quan tâm hướng dẫn việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên kiểm soát, theo dõi, đôn đốc những nhiệm vụ đã phân công, gắn với thanh tra, kiểm tra, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm soát và triển khai xây dựng, thẩm tra, thẩm định văn bản và tổ chức thực hiện. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành chủ động rà soát nội dung công việc, nhiệm vụ phát sinh từ thực tế, từ đó tham mưu cụ thể hóa chương trình một cách phù hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các sở ngành tăng cường trách nhiệm trong việc góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật chi tiết kịp thời, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý những trường hợp cố tình chậm trễ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì phiên họp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số cho vay trên địa bàn tỉnh đạt trên 674 tỷ đồng với hơn 15.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.725 tỷ đồng, tăng 214 tỷ đồng so với đầu năm. Hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục củng cố và nâng cao. Công tác đôn đốc thu hồi, xử lý, quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh được quan tâm, chú trọng. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn hạn chế, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, các sở, ban ngành và các hội đoàn thể nhận ủy thác. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh huy động nguồn vốn từ tổ chức và cá nhân đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn vốn cho vay,
thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ được vay vốn theo quy định, xây dựng các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi, giảm nợ quá hạn và tăng cường kiểm tra giám sát tình hình sử dụng vốn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ. Chiều nay, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo để đề ra giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 7 tháng đầu năm 2024, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và có phát triển. Có 5 hợp tác xã được thành lập mới, nâng số hợp tác xã ở tỉnh lên 126 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký hơn 252 tỷ đồng. Nhiều hợp tác xã đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, đưa các sản phẩm đảm bảo chất lượng, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đặc thù tham gia sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới các sở ngành địa phương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh theo quy định của chính phủ, triển khai đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh, phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động và các hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất để lành mạnh hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời quan tâm hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm thương mại, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Sáng nay tại tỉnh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 cho lãnh đạo và viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tại 33 tỉnh thành khu vực phía Nam và Tây Nguyên từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau. Tại hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia, lãnh đạo Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về tình hình thế giới, đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xu thế an ninh xã hội khu vực và thế giới tác động đến hệ thống an sinh xã hội, vấn đề già hóa dân số và lao động khu vực phi chính thức tác động đến hệ thống an sinh xã hội. Ngoài ra, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phổ biến quán triệt kế hoạch thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện hiệp định cho cán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại của ngành bảo hiểm xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, từ đó giúp cán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại của ngành bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực đối ngoại, thông tin đối ngoại và an sinh xã hội. Ban Thường vụ tỉnh đoàn vừa tổ chức chương trình ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ngày Chủ nhật xanh lần thứ 3 và ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện chi viện mùa hè xanh, hành quân xanh năm 2024 tại xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái. Tại đây, gần 100 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa như mô hình tuyến đường thanh niên dài 1 km tại thôn Ma Ti, xã Phước Thắng, trồng 50 cây hoàng yến, thi công khu vui chơi cho thiếu nhi và cải tạo 200m sân trường tiểu học Phước Thắng với kinh phí gần 30 triệu đồng. Thông qua các hoạt động thể hiện trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ về cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Chuyển sang những thông tin về công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc Hội Phụ nữ khu 6 tỉnh Ninh Thuận tổ chức đi thăm tặng quà các gia đình cán bộ Hội Phụ nữ khu 6 đã hy sinh. Đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ Trần Thị Rứ ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, liệt sĩ Nguyễn Thị Bé ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhân Hải, liệt sĩ Phan Thị Tuyết, liệt sĩ Nguyễn Thị Tuất và liệt sĩ Lê Thị Bảy ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, liệt sĩ Nguyễn Thị Liên ở phường Văn Hải và liệt sĩ Đặng Thị Kim Nhị ở phường Phú Hà, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình liệt sĩ, đồng thời mong muốn gia đình các liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục động viên con cháu thi đua phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và giành độc lập, tự do cho dân tộc, thào tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao người con Ninh Thuận đã lên đường bảo vệ quê hương, đất nước và không ít người đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần thân thể ở chiến trường. Tri ân những người đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do, vì hạnh phúc ấm no cho dân tộc, tỉnh Ninh Thuận luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Nhiều năm phải sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp, ước mơ về một ngôi nhà mới đối với gia đình cựu chiến binh Bi Năng Chấp tưởng như xa vời. Nhưng nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước, cộng đồng, gia đình ông đã có căn nhà kiên cố. Nhìn căn nhà mới sắp hoàn thành, khang trang, ấm cúng, ông đã mãn nguyện, bởi đến cuối đời, ông có được căn nhà rộng rãi, kiên cố, thay cho căn nhà cũ kỹ, mưa dột, gió lùa trước đây. Được sự quan tâm của tỉnh, nhà để làm cái nhà mới, cùng gia đình tôi rất phấn khởi. Vào những ngày này, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự ở xã Cành Đá, huyện Thục Nam luôn rộn rã tiếng cười, tiếng nói. Mẹ Hự có chồng và ba con trai là liệt sĩ, nay mẹ sống vui vầy cùng người con gái duy nhất và các cháu chắc. Đã gần 100 tuổi, mẹ vẫn vui khỏe vì có sự chăm lo của các cấp chính quyền và sự quan tâm động viên, chăm sóc của đoàn viên, thanh niên, bà con lối xóm. Hằng năm thì các đoàn thể nào cũng sốt, đoàn thể nào. Thanh niên, phụ nữ, gì, công an, tỉnh, huyện, gì, xã, thôn, gì. Biên phòng nó lùi cũng có, tới thăm mẹ, mẹ cũng rất vui. Để thân nhân các liệt sĩ vơi bớt nỗi đau, các ngành địa phương đã làm tốt công tác tu bổ, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cất bốc quy tập 17 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tiếp tục xác minh các thông tin, hoàn chỉnh hệ thống bản đồ và thành bản vẽ in ấn để báo cáo quân khu để thiết lập cái cơ sở dữ liệu. Thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc quy tập hài cốt liệt sĩ. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là phong trào mà xuất phát từ lòng biết ơn, để rồi mỗi tổ chức cá nhân đều có những việc làm thiết thực ý nghĩa. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được 3,7 tỷ đồng. Qua đó, đã tổ chức thăm tặng quà người có công, xây dựng và sửa chữa 33 nhà tình nghĩa. Nhờ đó, đến nay, 99,5% gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Sắp tới thì chúng tôi thực hiện cái việc đó là hỗ trợ xây dựng sửa chữa các cái nhà mà lâu nay đã xuống cấp. Ngoài ra thì cái phong trào chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người công, làm sao mức sống người công phải cao hơn mức sống bình quân ở nơi cư trú. Kế thừa và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, công tác đền ơn đáp nghĩa sẽ được tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện bằng tất cả nỗ lực, nghĩa tình và trách nhiệm để những người có công, gia đình chính sách được chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, góp phần sẻ chia, xoa dịu nỗi đau, mất mát và tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách và người có công với cách mạng vươn lên ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23 tháng 7 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.